Chào quý chị, bà con, cô bác, dòng họ nội ngoại hai bên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh, là vương diễn viên xinh đẹp nhất với Ninh Kiều ạ. Cho em chàng vỗ tay đi quý vị ơi, em mất cổ. Em nói em đẹp nhất chắc ở trong lớp chữ em dữ lắm. Mà mình tự tin được mà, mình phải tự tin đúng không ạ? Phải tự tin. Và thưa quý vị, trên bờ chúng ta là có tài xế, đi trên sông chúng ta cũng có tài nhưng mà không có xế nha. Đúng anh chị mình tài gì ạ? À? Công là công hay là công? Ông này trai thẳng đàng hoàng, không phải là công đâu nha. Công đừng ngủ. Và thưa quý vị, đây là trai thẳng chưa có vợ luôn ha. Anh tên là Thành, Superman của đoàn tàu chúng em đó ạ. Mời chị vui lòng cho anh Thành một tràng pháo tay ạ. Sẽ đồng hành trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Và thưa quý vị, anh chị có biết gì không ạ? Đây là một cái thành phố không cần tình, không cần tiền, mà chỉ cần thơ mà thôi. Và đây là nàng thơ của đồng bằng sông Cửu Long quê em đó ạ. Một nơi rất là nổi tiếng, mỗi khi nhắc về nàng thơ đó là chợ nổi Cái Răng. Thì đầu tiên xin mời quý vị mình tham quan qua chợ nổi, thưởng thức buổi sáng trên sông, ăn hủ tiếu lắc, cũng lắc qua lắc lại, lắc vào trong bụng mình luôn. Ngoài ra chị mình sẽ thưởng thức những loại trái cây đến từ các vùng lân cận của thành phố Cần Thơ, tập trung về chợ nổi. Địa điểm kế tiếp của chúng ta là sẽ ghé về đặc sản để tham quan cho anh chị mình thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng của Cần Thơ. Ví dụ như kem dừa dừa có sợi dừa non là một loại kẹo dừa hiện đại ha. Địa điểm kế tiếp của chúng ta là sẽ ghé tham quan làng nghề truyền thống của Cần Thơ là nhà làm hủ tiếu. Mời anh chị mình chúng ta trực tiếp trải nghiệm công đoạn sản xuất ra sợi hủ tiếu ngon, mềm, mượt, trong, dai, không mặn chua, không bị bở ha anh chị. Thì trong đây ngoài ra chỉ có một món rất là nổi tiếng, chỉ có trên miền sông nước, đó là món bánh pizza hủ tiếu. Em mời quý đoàn mình ăn miễn phí luôn, nhân ăn em không miễn phí đâu bạn em. Và thưa quý anh chị, trong đây có một món mà còn nổi tiếng hơn của nó nữa. Theo anh chị, món gì nổi tiếng miền Tây? Theo anh, món gì nổi tiếng miền Tây? Củ mắm. Củ mắm, món rất là bốc mùi luôn. Và xin hỏi không phải ạ. Món này là con nghe đã là khoái khoái chảy nước miếng luôn. Nè anh đi lẻ loi nè, theo anh món gì nổi tiếng mà làm đàn ông khoái khoái chảy nước miếng? Trời ơi, chính xác luôn quý vị ơi, đó là món chiêu lớn chiêu dài miền Tây. Mời cái đầu cho anh chàng ngày một chàng có tay được không ạ? Quý vị ơi, em sẽ tặng cho mỗi người một khoang chiêu nữ chân dài miền Tây ha. Anh em mà lên trên đây mình ngồi đi nè, nó có phạt nè, lên đi ngồi nè, ngồi dưới đó, biết sao không, em bị sao giàu lắm. Trong đây còn có một cái làng kẹo dừa nữa ha anh chị. Thì trong đây kẹo dừa mà sẽ có cô chú làm ra viên kẹo dừa không đường, nó khác với Bến Tre nha anh chị. Kẹo dừa này nó có vị ngọt tự nhiên ha, nó thích hợp với người trung niên, người cao tuổi và những người bệnh tiểu đường. Nếu anh chị nào không tiểu đường cũng ăn được rồi. Thì trong quá trình di chuyển, nếu anh chị nào có vấn đề thắc mắc hoặc cần sự giúp đỡ thì cứ liên hệ với em hân hạnh phục vụ quý đò trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Anh chị lâu cho em một kèo mắt tay chào buổi sáng gì ạ? Xin cảm ơn. Xin kèo mắt tay chị là hello Khoa dạy của em chứ hả? Chị ơi, mình đến từ đâu ạ? Mình đến được Đồng Nai hả? Lâm Hành hay là Lâm Khánh? Lâm Hành thì là mình đồng hương với nhau đấy. Em là học trường trung học phổ thông Lâm Hành nha đấy. Em mê trai mới chơi giặt về đây thôi. Rồi anh ơi, chị ơi, mình đến từ đâu anh chị, mình đến từ đâu ạ? Nghệ An. Nghệ Bạc. Mình đến từ đâu anh? Trà Tinh, Mặt Trăng, Hồ. Anh ơi, xuống anh ơi. Xuống nghe mình thôi à. Dạ anh ơi, mình đến từ đâu ạ? Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ, cũng đồng hồ với em. Dạ, mình đến từ đâu vậy chị? Con hả, nhìn trời ơi, trẻ mang nhiều đứa con lớn giữa trời, cho em cho sớm cô. Dạ, anh dễ thương ơi, anh đến từ đâu ạ? Ở Mỹ hả, trời ơi, dễ thương quá. Where do you from? Barcelona. Ủa sao nghe giống đá bóng hả? Trời anh ơi, dễ thương anh, đến từ đâu ạ?
siêu hả? Trời ơi vui vẻ ghê hôm nay. Mình có khách nước ngoài đến thăm luôn đó chị ơi. Không những người mà xa tận trên trời mà nghe kiến thức mình là Đồng Nai, Sài Gòn thì cũng có ha. Đâu phải ngẫu nhiên mà mọi người chúng ta có mặt trên chiếc tàu này đâu nha chị. Để gọi là cái chuyến, cái đờ mà cái lộ, cái định mệnh. Thì theo em thiết nghĩ, mình đi tới đâu mình cũng nên biết nơi đó gọi là gì của anh chị. Theo chị mình dòng sông này tên là gì ạ? Theo anh ạ, sông này tên gì ạ? Theo chị sông này tên gì ạ? Sông Tiền ở Tiền Giang đó. Theo anh sông này tên gì ạ? Đây là một nhánh nhỏ của sông Hậu, chưa phải gọi là sông Hậu. Thưa quý vị, mình đang đi đâu ạ? Đang đi Cần Thơ thì sông này tên là sông Cần Thơ chứ sông gì đúng không quý vị? Và cái tên này không phải là của ông cố nhỏ nó để lại cho mình. Ngày xưa ngày xưa có con mẹ bác dư mẹ mới tương truyền rằng ở vùng đất miền thủy chân mạc này là tên gọi ngày xưa của miền Tây nơi đây. Thì trong một buổi anh ơi anh ở Mỹ ơi, lên đây ngồi với em nào. Em ở Mỹ Tho anh ơi, anh đi lên đây đỡ tạt. Con cái dám chạy không ạ? Sợ tạt á. Lên đây, trời ơi, nhảy ngụm gì. Rồi, dắt tay lên luôn rồi đi. Về với em đi nào. Rồi, ngồi đây. Không bị tạt. Nhìn em đi, đừng nhìn xong nó say bây giờ đấy. Thì có một ông chú Nguyễn Ánh mới ngồi tản mạn trên dòng sông này. Nghe nhìn ra dòng sông thì người ta thấy những chiếc xuồng, chiếc đò qua lại với nhau, vang lên những cái câu mò thấm đẫm tình quê hương. Thế là ngẫu nhiên này mới đọc cho dòng sông này mang tên là Trầm Thi Giang. Trầm là đẹp, Thi là thơ, Giang là sông. Bao nhiêu tên quê em hay mới chạy ra là Trầm Thi Giang hay là Thi Cần Thơ đó ạ. Nếu chị muốn xem dòng sông Cần Thơ quê hay, cái gì cũng làm cho nhà chàng nó tay nha. Xin cảm ơn. Nói tiếp dòng sông mà chị ơi, mình có đi trái quê mà cây